Chào các bạn, hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn móc một con mũ rộng vành. Đây tôi móc cho bé khá là xinh như thế này. Như vậy thì tùy cái loại sợi mà ta có thể có cái hướng chặt móc khác nhau. Vậy ở đây tôi sẽ sử dụng cái sợi 2mm để móc. Thì sau khi móc thì có cái quả như thế này. Cái mũ này tôi móc cho bé từ 1 đến 2 tuổi. Đấy, chuẩn bị cho tớ về sợi này. Như vậy thì về sợi thì các bạn chuẩn bị loại sợi 2mm, còn nếu như mình không có thì mình sẽ chập sợi để được 2mm nhá. Đối với sợi mà loại 2mm thì tớ sẽ sử dụng kim 2,5. Như vậy thì ở đây tớ sử dụng sợi carbon nó hơi mỏng nên là tớ sẽ chập 3. Bây giờ ta bắt đầu nhé. Đầu tiên các bạn làm cho tớ vòng tròn mà thuận này. Sau đấy các bạn móc vào vòng tròn mà thuận cho tớ 8 mũi đơn. Vậy thì sau khi mà móc được 8 mũi đơn như thế này thì các bạn sẽ sử dụng móc qua đánh dấu để đánh dấu ở đây. Ở đây móc đánh dấu của tớ mất rồi nên tớ sẽ sử dụng cái sợi chỉ khác màu. Vậy thì tớ sẽ sử dụng cái sợi khác màu để tớ đánh dấu ở này chỗ này. Vậy thì bây giờ các bạn sẽ móc liên tục này. Bây giờ đối với cái hàng này thì các bạn sẽ tăng lên cho tớ gấp đôi số mũi, có nghĩa là tăng lên 16 mũi này, bằng cách là mình sẽ móc vào hai chân vào một, hai chân vào một mũi này đó, hai mũi vào một chân. Tiếp theo nhá, mình vừa móc mình vừa giấu cái sợi này luôn nhá. Chúng ta móc 2 mũi đơn trụng chân, liên tục như vậy lặp lại cho tới hết. Đó, như vậy thì các bạn thực hiện lặp lại cho tới cái chỗ đánh dấu này nhé. Rồi, như vậy thì sau khi mà chúng ta thực hiện xong cái hàng thứ hai thì các bạn tiếp tục đánh dấu ở cái mũi cuối cùng nhé. Bây giờ mình sẽ tăng thêm hàng thứ ba, mình cũng sẽ tăng thêm 8 mũi bằng cách như sau. Mình sẽ móc một chân là một mũi đơn này. Và tiếp theo tới hai mũi đơn trụ chân. Tiếp tục là một mũi đơn này. Rồi sau đó là tới hai mũi đơn trụ chân. Rồi tiếp một mũi đơn. Đó tới hai mũi đơn trụ chân. Đấy, các bạn cứ như vậy lặp lại cho tới chỗ đánh dấu này. Rồi hàng tiếp theo mình sẽ tăng lên 6 mũi. Như vậy tiếp theo thì ở hàng này mình sẽ tăng 6 mũi. Như vậy thì sau khi mà kết thúc cái hàng thứ 3 đấy thì mình đang có 24 mũi. Như vậy thì để tăng được 6 mũi thì cứ 4 mũi tớ sẽ tăng 1 mũi. Đấy, như vậy các bạn thực hiện nhé. 1 2 3 4. Như vậy thì mình sẽ tăng ở cái chân mũi thứ 4 này 1 mũi này. 1. Đó. Tiếp theo này. 1
Rồi bây giờ bốn mũi mình sẽ tạo một mũi này. Một, hai. Đấy, các bạn thực hiện cứ lặp lại như vậy nhá. Lặp lại cho tới khi mà cái hàng của chúng ta nó được khoảng 78 mũi đi. Như vậy các bạn là hàng tiếp theo thì các bạn cứ 5 mũi tăng 1 mũi, rồi hàng tiếp theo nữa là 6 mũi tăng 1 mũi, tiếp theo nữa là 7 mũi tăng 1 mũi. Đó, các bạn cứ thực hiện tăng như vậy cho tới khi mà cảm giác như là cái chóp mũ của mình nó được được rồi ấy, thì bắt đầu các bạn sẽ hướng dẫn các bạn thực hiện khác nhé. Như vậy thì sau khi mà tăng lên được ở vòng ngoài đây khoảng 78 mũi, 78 mũi thì các bạn sẽ móc cái tớ một hàng hàng tiếp theo không tăng, rồi hàng tiếp theo nữa thì ta tăng lên 6 mũi, cứ tăng vậy, rồi một loại hàng không tăng, một hàng tăng, một hàng không tăng, một hàng tăng, các bạn tăng lên đến khi khoảng vừa cái độ rộng của bé, độ rộng cái đầu của bé. Như vậy thì ở đây tớ móc cho bé khoảng 1 đến 2 tuổi ấy, thì đến khoảng 78 mũi này thì bắt đầu tớ sẽ móc một hàng tăng, một hàng không tăng. Nhưng nếu như các bạn mà móc cho bé lớn hơn thì mình có thể tăng thêm 1 2 hàng nữa rồi mình mới móc tiếp một hàng tăng, một hàng không tăng. Ở đây tớ móc tớ tăng lên cho đến khoảng 114 mũi thì bắt đầu không tăng nữa, và chúng ta móc thẳng xuống cho đến vừa cái độ sâu. Các bạn cứ thực hiện như vậy nhé. Bây giờ bắt đầu từ chỗ này là 78 mũi này thì tớ sẽ móc một hàng tăng, một hàng không tăng. Nó cũng móc tương tự như cách móc ở trên này thôi. Móc cho đến tăng cho đến khoảng 114 mũi thì không tăng nữa, và chúng ta móc cho nó sâu xuống. Sau khi móc sâu xuống như thế này thì các bạn bắt đầu móc viền nhé. Như vậy thì độ sâu của mũ thì cho bé thì khoảng 12-13 phân thôi. Đấy, cái đo thì nó khoảng bằng dài bằng cái kim này. Bây giờ chúng ta bắt đầu móc viền. Cái hàng đầu tiên của viền thì các bạn sẽ viền như thế này. Thì các bạn sẽ viền như thế này nhá. Đầu tiên các bạn bỏ qua một chân này, bỏ qua một chân, móc vào chân đây cho tới một mũi nửa kép. Một mũi nửa kép này, sau đấy móc liên tục 3 mũi kép. 2, 3. Sau khi móc được 3 mũi kép thì các bạn tiếp tục móc cho tới 1 mũi nửa kép. Rồi. Bây giờ các bạn là bỏ qua một chân này, bỏ qua một chân, móc cho tới 1 mũi đơn vào chân tiếp theo. Móc cho tới một mũi đơn vào chân tiếp theo. Rồi. Rồi bây giờ các bạn tiếp tục lặp lại nhé. Bỏ qua một chân này, móc vào chân này một mũi nữa kép. Tiếp theo móc cho tới 3 mũi kép. Rồi. 2, 3. Vậy sau khi móc được 3 mũi kép rồi thì chúng ta tiếp tục móc mũi nữa kép. Rồi sau đấy bỏ qua một chân, ta móc tiếp một mũi đơn. Đó.
các bạn lặp lại như vậy cho đến hết. Và các bạn đối với hàng tiếp theo thì các bạn sẽ móc vào đây. Đối với hàng tiếp theo các bạn móc vào đây, móc 5 mũi kép đụng chân vào đây, không móc mũi kép nữa mà chúng ta sẽ móc 5 mũi kép đụng chân vào đây, móc lần lượt như vậy. Như vậy các bạn sẽ móc cho tới khoảng 2 hàng 5 mũi kép đụng chân. Để được 3 hàng như thế này thì chúng ta sẽ tiến hành móc, tôi sẽ hướng dẫn tiếp. Từ cái hàng hoa thứ hai nhé, các bạn móc cho tớ cũng giống như hàng một thôi, nhưng mà thay vì một mũi nửa kép, 3 mũi kép, một mũi nửa kép thì chúng ta sẽ móc tất cả vào đây là 5 mũi kép trụng chân. Đó, như vậy các bạn cứ thực hiện như vậy cho tới lúc mà được 1, 2, 3, 4 hàng này. Thì bây giờ chúng ta sẽ thực hiện cái hàng thứ 5 như sau. Các bạn móc vào đây cho tới 5 mũi kép. Sau đấy các bạn bỏ qua một chân này, móc vào chân thứ hai tới một mũi đơn. Tiếp theo một mũi bính này, bỏ qua một chân, móc vào chân này cho tới đây. Các bạn lại thực hiện 5 mũi kép. Rồi, ta bỏ qua một chân này, móc vào chân thứ hai này, mũi đơn này. Sau đấy các bạn móc một mũi bính, bỏ qua một chân, móc tiếp vào đây cho tới một mũi đơn. Rồi sau đấy các bạn lại móc 5 mũi kép. Các bạn cứ như vậy lặp lại cho tới hết hàng nhé. Các bạn lưu ý này, khi mà mình móc đến bên cuối cùng ấy thì mình sẽ móc vào đây một mũi đơn, móc vào cái chân cuối cùng này một mũi đơn nhé. Như vậy thì ta đã hoàn thành xong là 5 hàng bông này, 1, 2, 3, 4, 5. Như vậy thì tiếp theo là tới cái hàng bông thứ 6 này, các bạn móc lên như thế này, 1, 2, 3. Lưu ý là những cái hàng bông chẵn 2, 4, 6 thì mình ở cái bông đầu tiên này mình sẽ móc 3 mũi thôi nhá. Rồi, vậy mình có là 1, 2, 3 mũi kép này thì mình sẽ móc vào đây, bỏ qua một chân này, mình móc vào đây một mũi đơn, một mũi bính. Tiếp theo một mũi đơn này, rồi sau đây các bạn móc vào cái giữa hai cái mũi đơn lúc nãy nhé. Đây, giữa hai mũi đơn nãy có một mũi bính này, thì bây giờ mình sẽ móc vào đây 5 mũi kép. Rồi, sau khi có 5 mũi kép rồi thì ta thực hiện lại bỏ qua một chân, móc vào chân thứ hai này. Sau đây ta móc một mũi bính này, bỏ qua một chân, móc vào chân này. Đó, như vậy là khi mà các bạn móc cái hàng tiếp theo thì mình sẽ móc cái 5 mũi kép của đầu đụng chân vào chỗ này. Là khi mà mình móc tới hàng, tới cái mũi cuối cùng đấy nhá, thì
thì mình sẽ móc vào cái chân này thêm hai mũi kép nữa rồi mình mới nối vào đây. Sau đấy mình móc như bình thường. À, các bạn lưu ý nhé, hàng 2, hàng 4, hàng 6 thì mình chỉ móc chỗ này và lên 3 mũi thôi. Rồi sau đấy mình sẽ móc thêm hai mũi cuối cùng vào đây để tí nữa mình móc 5 mũi kép vào chỗ này cho dễ. Đó, các bạn thực hiện như vậy cho tới khi mà cái vành mũ của chúng ta nó đủ rộng. Tùy cái độ rộng của các bạn thích thôi, nhưng mà thường chắc là mình móc có khoảng 8 hàng bông tròn như thế này. Như vậy sau khi mà móc đủ độ rộng của vành rồi thì mình sẽ bắt đầu tiến hành trang trí nhá. Như vậy thì đối với một cái chiếc mũ rộng vành như thế này thì các bạn có thể trang trí hoa nơ tùy thích. Như vậy thì ở đây mình có trang trí một cái hoa như thế này. Đấy, như vậy thì để trang trí cho cái mũ này thì tớ sẽ trang trí bằng bông hoa như này. Có thể là các bạn có thể làm một cái đường viền quanh đây nữa. Đó, như vậy thì bây giờ tớ sẽ hướng dẫn các bạn móc cái hoa này nhá. Như vậy thì để móc được cái mẫu hoa này thì trước hết các bạn sẽ móc được tớ 45 mũi bính. 45 mũi bính nhá. Sau khi có được 45 mũi bính như thế này rồi thì bây giờ các bạn là tiến hành móc cái tớ này, móc lên thêm tớ 1, 2, 3, 4 mũi bính nữa này. Sau đấy các bạn bỏ qua hai chân, móc vào chân thứ ba cho tớ 1 mũi kép. Rồi tiếp theo các bạn móc 1 mũi bính. Một mũi bính này, xong rồi bỏ qua một chân, móc vào chân thứ hai 1 mũi kép. Các bạn cứ vậy lặp lại cho tới hết nhé. Một mũi bính này, 1 mũi kép này. Đó, các bạn mà cứ vậy lặp lại cho tới hết hàng. Sau khi móc đến hết hàng thì chúng ta có kết quả như này. Bây giờ các bạn tiếp tục móc lên cho tớ 3 mũi bính. Sau đấy các bạn móc cho tớ liên tục 15 mũi kép này, 2 này, 3, 4, 5. Rồi, tới sau tới cái mũi thứ 14 này thì các bạn sẽ móc tới 1, 2, 3. Các bạn móc xuống đây 1 mũi rời nhé. Rồi, tiếp theo các bạn móc lên tới này 7 mũi bính, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Móc vào đây. Như vậy thì sẽ được một cánh như thế này. Bây giờ chúng ta tiếp tục móc. Móc vào chỗ này. Móc tiếp vào. Rồi, ta đã móc vào đây. Đó.
các bạn cứ lặp lại như vậy cho tới khi được 12 cái cánh như thế này nhá. Sau khi móc được 2, 4, 6, 8, 10, 12 12 cánh như thế này thì bây giờ chúng ta sẽ móc như sau. Các bạn móc lên tới 5 mũi bính. 1, 2, 3, 4, 5. Sau đấy các bạn móc tới 3 mũi kép 3 vào đây. 1, 2, 3. Đây nhé. Vào đây. Ba mũi kép ba vào cùng một chân đó. Rồi sau khi được ba mũi kép ba như này rồi thì các bạn mà có thể móc thêm 1, 2, 3, 4, 5. Rồi sau đây các bạn mà móc xuống cái chân này thì thêm một mũi đơn. Đây các bạn mà lặp lại cho đến hết hàng nhá. Như vậy đi. Sau khi mà lặp lại đến hết hàng thì nó sẽ có kết quả như thế này. Đấy. Như vậy thì bây giờ sau khi mà có kết quả như này rồi, bây giờ chúng ta sẽ cuộn lại thì nó sẽ thành một cái bông, một bông khá là xinh xắn. Đây các bạn là cuộn lại như thế này rồi đấy. Này, các bạn có thể điều chỉnh lại cái cánh hoa. Mấy bạn cuộn là cho nó khít cái chỗ này lại nhé. Đấy, như vậy thì cuộn lại chúng ta được một bông hoa như thế này. Như vậy thì sau khi móc xong hoa thì chúng ta sẽ gắn vào mũ và bắt đầu trang trí. Tùy các bạn muốn trang trí theo sở thích nhé.